Đậu lăng. Đậu lăng là tốt vô cùng cho sức khỏe khi ai ăn đậu lăng. Đậu lăng tốt vô cùng, nhưng mà không phải ai cũng tốt hết với đậu lăng. Bệnh nào cũng tốt hết với đậu lăng. Chỉ có những bệnh, những người thế này vui lòng đừng ăn đậu lăng nha bà con. Ta ăn đậu lăng vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Nếu ăn đậu lăng vào không tốt gì cho sức khỏe. Không tốt là những người bị đầy hơi, táo bón, chướng bụng hoặc đã ăn nhiều chất xơ. Đậu lăng nó có nhiều màu sắc khác nhau lắm nha bà con. Đậu lăng đỏ, đậu lăng đen, đậu lăng vàng và đậu lăng xanh bà con ạ. Đậu lăng mà cũng có người không gọi là đậu lăng mà gọi là đổ lăng. Đổ lăng hay đậu lăng cũng mình ảnh thôi nha bà con, đó là tiếng gọi của vùng miền khác nhau thôi, không có gì hết. Không được ăn đổ lăng hay đậu lăng là những người đang bị đầy hơi, táo bón, chướng bụng hoặc đã ăn nhiều chất xơ. Đậu lăng nó có nhiều màu sắc khác nhau, như đậu lăng đỏ, đen, vàng, xanh. Còn ngoài ra là đậu lăng nó tốt vô cùng cho sức khỏe bà con à. Đậu lăng nó tốt cho sức khỏe là nó ngăn ngừa được, tốt tốt cho tim mạch, ngăn ngừa được ung 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 cái mà ung thư, tốt tốt cái mà tim mạch, ruột tốt tốt cái mà đường ruột, đột quỵ, lưu thông máu tới tim, tốt quá bà con ha. Dị tật bẩm sinh, trẻ nhỏ, giảm cân, tiểu đường, não bộ, cơ bắp đó bà con nha. Đó là tốt đó bà con. Nó còn nữa nó làm cho việc bổ máu được tốt. Bộ máu tốt, hệ tiêu hóa tốt, xơ vữa động mạch tốt tốt. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Vui lòng ăn chỉ 60 gram một ngày. Một ngày nếu ta ăn đậu lăng hay đổ lăng này chỉ 60 gram, ăn 6 ngày. Bà con ơi, ăn 6 ngày là chúng ta nghỉ một ngày. Kênh chúng tôi ngày nào cũng có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Mong bà con chia sẻ tốt tốt để cho người mạnh khỏe cùng nhau. Chia sẻ đó mọi người khỏe mạnh cùng nhau nha bà con. Và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Thân ái kính chào. Kính chào bà con.